Alo, 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 1 2 3 4 alo, Bùi Thị Huyền. Chat room thôi rồi, lớp trực tuyến ạ. Thôi rồi, lớp trực tuyến ạ. Alo. Anh Khôi ạ. Alo. Tôi nghe được em ạ. Em vẫn Alo. Thôi ạ. Mạng yếu nên không có nghe được đâu Trả anh lời mic à. rồi không Alo, ạ? không lẫn được không gì à? Vâng. Chào anh quay vào lớp trực tuyến anh con nhé. Cảm ơn anh. Hai và nó xong nữa. Hai và lại lớp xong nữa ạ. Chuyển vào lớp xong nữa ạ. Đúng rồi, cho mình vào. Topic. Create simple sentences about the topic and hold a conversation about the topic. Với chủ đề ngày hôm nay, anh chị sẽ có khả năng sử dụng ít nhất 6 từ liên quan đến chủ đề, tạo được những câu đơn giản cũng như có khả năng duy trì một đoạn hội thoại ngắn liên quan đến chủ đề ngày hôm nay. Ok, và chúng ta còn một học viên nữa. Ok, hello Xiển. Xiển, can you hear me? Hello, I can hear you. Yes, ok. Yes, ok. Can you introduce yourself? Yes. Xin giới thiệu một chút đi ạ. Yes. Hello, teacher and everyone. My name is Xian. I am 26 years old. I am a civil engineer. I am from Hải Dương. I live and work in Hà Nội. My hobbies, playing football and listening to music. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you and welcome to the class. Okay. Okay, so now let's move on to warm up. Now we are going to watch the videos and then answer the phone question. Bây giờ mình sẽ xem một clip và sau đó mình sẽ trả lời câu hỏi ở đây. Which activity doesn't appear in the video? Hoạt động nào không xuất hiện ở trong đoạn phim? Chúng ta đang hỏi Get về hoạt up. động không xuất hiện đúng không ạ? Cho Get nên là up. chúng ta sẽ dùng Get cái phương án loại dressed. trừ. Chúng ta chú ý xem Dressed. là trong clip Wash thì xuất my hiện những hoạt face. động nào. Ok, và đây chúng ta có 4 hoạt động như sau. Go to bed. A. Get Go to up. bed. B. Get dressed. C. Wash my face. And D. Go to bed. Ok, so now to get the answer, let's look at the following video. Và sau đây mình sẽ xem clip từ video này. Good morning, it's time to wake up. Good morning, I have to get up. I wash my face, wash, wash, wash. I brush my hair, brush.
Okay. Everyone send out let's answer the question. Bây giờ mình sẽ cùng trả lời câu hỏi đi. Okay. So, Mr. Xian, can you go first? Anh Xian ạ. Yes. Câu trả lời của anh ở đây là ITBD doesn't appear in video is D go to bed. D go to bed. Yes, okay. Okay, thank you. And what about you, Mr. Nguyen? D. Miss Nguyen, I'm sorry. Go to bed and what my face? Yes, okay. What's my face? Tất cả những hoạt động còn lại chỉ có xem được ở trong clip không ạ? Là chỉ có một hoạt động go to bed là chúng ta không nghe thấy. Okay. Thank you. And now, Mr. Kha, what about you? Alo. Alo. Yes. Go to the bed. Go to the bed. Đi. Alo. Yes, go to bed. Okay, thank you. And Mr. Dũng, what about you? Yeah. Activity doesn't appear in the video. Is go to bed. Yes. The activity doesn't appear in the video. Is go to bed. Yes, okay. Thank you. Thank you everyone, you have the correct answer. Ở đây chúng ta đã có câu trả lời chính xác ạ. Go to bed chính là hoạt động không xuất hiện trong clip vừa rồi. Và ba hoạt động còn lại, get up, get dressed, what's my face, đều xuất hiện. Ở đây thì chúng ta có câu là it's time to wake up, đúng không ạ? Câu này xuất hiện khá nhiều trong clip. Thì anh chị hãy cố gắng về xem lại lúc này bằng link ở dưới đây. Anh chị có thể ghi chép lại những cái phần mà chúng ta nghe được. Ok, và với những hoạt động này chúng ta sẽ học kỹ hơn ở phần tiếp theo. So now let's move on to the next slide. It's a vocabulary. Chúng ta sẽ chuyển sang phần từ vựng. Ok, so what I'm going to do now is to read all the words and then I'll let you to repeat. Đầu tiên thì em sẽ đọc tất cả những từ ở đây trước ạ. Và anh chị sẽ nhắc lại. Number one, get up. Get up. Ở đây chúng ta có hai từ get up đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta sẽ sử dụng phương pháp nối âm. Nối âm cuối của từ get và âm bắt đầu của từ up. Nối lại thành get up. Và đây là quy tắc nối âm áp dụng với những cái từ mà những cái từ đứng liền nhau mà từ trước bắt đầu kết thúc bằng một phụ âm và từ sau bắt đầu nguyên âm thì chúng ta sẽ sử dụng quy tắc này. Number 2. Từ thứ hai ạ. Brush my teeth. Với từ brush thì chúng ta lưu ý âm SH. Âm này mà chúng ta gọi là âm sờ dài đấy ạ. Thì chúng ta làm động tác như là mình đang ra hiệu cho người khác im lặng đấy. Sau đó mình dùng hơi đẩy ra ngoài đúng không ạ? Dùng lưỡi đẩy hơi ra ngoài. Nó có nỗ lực một chút. Đúng không ạ? Brush my teeth. Với cái từ teeth, chúng ta nhìn thấy cái phần viên âm nó được ký hiệu giống như là cái chữ O và có dấu gạch ngang ạ. Giống như đây chúng ta gọi là âm TS vô thanh. Âm này sẽ không làm cho cổ họng mình rung. Và mình sẽ đặt lưỡi giữa hai hàm răng và đẩy hơi ra. Đẩy hơi. Ok. Đặt lưỡi giữa hai hàm răng rồi đẩy hơi ra. Brush my teeth. Lưu ý lưỡi phải đặt giữa hai hàm răng. Number 3, wash my face. Cái từ wash chứa âm sát ấy, tương tự như từ brush. Và face nó chứa âm s này. Âm s này thì chúng ta hay gọi là âm sờ ngắn hoặc là sờ nhẹ đúng không ạ? Để so sánh với âm sát kia. Thì anh chị lưu ý là miệng của mình hơi mở. Lưỡi đẩy hơi ra ngoài. Để phát âm này. Miệng hơi mở, lưỡi đẩy hơi. Wash my face. Ok. And number 4. Go to work. Go to
work. Go to work. Với cụm từ này ấy, thì chúng ta lưu ý từ to, hai đầu to đúng không? Tuy nhiên trong cụm từ này thì chúng ta sẽ đọc là to bởi vì phần trọng âm sẽ được đặt ở hai cái từ đó là go và work. Cho nên từ to chúng ta sẽ đọc lướt đi và biến nó thành âm ơ. Go to work. Number 5, have breakfast. Have breakfast. Với từ breakfast thì chúng ta lưu ý âm st, xì ra âm s rồi mới đọc âm t, lưu ý âm cuối á. Number 6, get dressed. Với từ dressed thì từ gốc của nó là từ dress, mặc đúng không ạ? Và khi thêm đuôi ed vào đấy thì bởi vì từ dress thì nó kết thúc bằng âm s, cho nên theo quy tắc thì khi thêm ed vào nó sẽ được đọc thành âm t, và chung quy ra âm cuối của nó sẽ là st đúng không? Dressed đọc tương tự như breakfast, có xì âm s sau đó bật âm t. Ok, hơi khó thì anh chị sẽ luyện tập thêm với những từ này. Ok, so everyone listen one more time. Bây giờ anh chị nghe lại một lần nữa. Number 1, get up. Number 2, brush my teeth. Number 3, wash my face. Number 4, go to work. Number 5, have breakfast. Have. And number 6, get dressed. Have. Okay. Can you repeat? Mr. Zhong, can you repeat all the words for me? Get up. Brush my teeth. Wash my face. Go to work. Have breakfast. Get dressed. Okay, những cái âm như là breakfast hoặc là get dressed thì nó tương đối tốt rồi. Tuy nhiên với từ wash và từ brush thì âm SH của anh cần phải đọc rõ hơn nữa. Wash my face, brush my teeth. Wash my face. Watch. And wash. Nó vẫn còn hơi nhẹ ạ. Mình làm động tác như là mình đang đúng rồi ạ. Ở âm sau mình phát âm tương đối chính xác rồi ạ. Ok, anh cũng cố gắng là đọc mạnh hơn nữa, tạo âm mạnh hơn nữa. Mr. Get up. Let's continue. Brush my teeth. Wash my face. Go to work. Have breakfast. Get dressed. Hello. Yes, okay. Okay, thank you so much. Khá là tốt rồi đấy ạ. Tuy nhiên với những cái âm cuối như âm T, ST hoặc là âm sh thì anh vẫn cần phải lưu ý hơn. Okay. What's my face? Brush, watch, what? Breakfast, what's breakfast, chest. Go to bed. Chúng ta thì âm SH rồi chúng ta bật âm T. Yes, okay. Tuy nhiên tương đối tốt rồi đó. Miss Smith. Brush my teeth. Can you repeat? Get up. Brush my teeth. Wash my face. Get dressed. Go to work. Have breakfast. Get rest. Yes, okay. Can you repeat the words? Wash my face. Lưu ý phân biệt giữa I âm SH và S. Wash my face. Ok, vậy chị vẫn chưa đọc chính xác cho lắm cái âm SH thì chị sẽ lưu ý âm này. Ok. Mr. Sien, can you repeat? Get up. Brush my teeth. Wash my face. Go to work, have breakfast, get dressed. Hello? Yes, okay. Get dressed. D-M-S. So, get dressed. Can you repeat? Get dressed.
Get dressed. Get dressed. Yes, okay. Thank you. Nhìn chung là về những cái âm cuối ở đây ạ. Ví dụ âm SH, âm phân biệt với âm S, âm ST thì anh chị vẫn cần phải lưu ý thêm. Chúng ta học có hai cụm dễ hơn đó là get up và go to work. Get up. Thì đọc khá là tốt đúng không ạ? Thì anh chị sẽ luyện wash my face. Muốn brush my teeth. Cụm từ còn lại. Okay. Go to work. Everyone, so now match each phrase with suitable picture. Chúng ta sẽ làm hoạt động tiếp theo, nối các từ này và luyện đặt câu với những từ này. Okay. Miss Nguyên, can you go first? Chị Nguyên bắt đầu. Yeah. I get up with E. Brush my teeth. I get up matches with picture E. Yes, exactly, picture E. Exactly. Okay, so now can you make a sentence for me? Chị đã cho một câu với từ get up. I usually get up at 7 o'clock. Oh, I usually get up at 7 o'clock. Yep. Hello. Okay, thank you. Thank you. Mr. Ka. Yeah, that's her. First, first my tea. Go with Mr. Brush my teeth matches with picture C. Yes, exactly. And can you repeat the word brush? Anh lưu ý đọc từ brush không đọc là brush. 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 Yes, brush. Okay, now can you make a sentence for me? Anh đã cho em một câu về to brush my teeth. To brush my teeth. Ở đây là để răng đúng không ạ? Dạ. I brush my teeth on in morning. In the morning. In the morning. Tôi đánh răng hai lần trong một ngày thì mình nói như thế nào? I brush my teeth on the không biết cô giáo ơi. Hai lần trong một tuần. Ok, chúng ta có cái từ này. Twice a day. Try a day. Là hai lần. Try a day. Hay là chúng ta có thể dùng time. Time là lần và nói hai lần sẽ là two gì ạ? Two times. Two times a day. Và từ twice và từ two times nó bằng nghĩa với nhau, đều là hai lần. Ok, chỉ tần suất đấy. Và mình sẽ nói lại là I brush my teeth twice a day. Đúng không? Anh có thể đọc lại câu này đúng không? I brush my teeth two times a day. Twice. Try a day. Try a day. Two times a day. UMS khi mà chúng ta đọc twice. Ok. Mr. Sien. Yeah. Can you match a word? Yes. Hello. Okay, anh Sien. Yes. Yes. The phrase was my face matching with picture F.
A matrix will be your F. Yes, exactly, teacher F. What's my face? Là gương mặt đúng không ạ? Yes. What's my face? The mat. So now can you make a sentence for me? In that một câu với cái cụm từ này đi ạ. What's my face? Yes, I usually wash my face after waking up. I wash my face 3 times a day. Oh, yes, okay. 3 times a day. Okay. Very good sentence. 3 times là 3 lần trong một ngày đúng không? Rất là tốt ạ. Okay. Miss Dũng, your turn. Yes. Go to work. B. Go to work. Matches with picture B. Yes, exactly. Yeah. Picture B. Go to work. Yeah. Là đi làm đúng không? Yeah. Đi làm. Okay. Can you make a sentence? Anh đặt cho em một câu với cụm từ này. Yes. I go to work. At half past 7. Yes. At 7:30. Yep. Yes. Đi học đi làm vào lúc 7:30 đúng không? Yep. Thế thì chắc phải dậy lúc 7 giờ đúng không? Okay. I often go to work at 7:30. Yep. Okay, thank you. Anh có thể thêm vào là AM đúng không? 7 AM. Okay. Mr. Kha, let's continue. Has the breakfast go with teacher? D. Which D? Have portrait matches. Which D? It's okay. Have breakfast. Làm sáng đúng không? Okay, thế con ăn trưa chúng ta nói như thế nào? Chưa. Không biết thôi giáo viên ơi. Ăn trưa thì chúng ta sẽ có là have lunch hoặc là ăn tối sẽ là have dinner đúng không? Tất cả dinner. Chúng ta đều dùng từ have khi mà chúng ta nói về bữa ăn. Have cộng với tên của bữa ăn thì nói là ăn bữa nào đúng không? Okay. Ăn sáng thì sẽ là have cộng với bữa sáng là have breakfast. Ăn trưa là have lunch và ăn tối sẽ là have dinner. Okay. Can you make a sentence for me? Anh đã cho một câu với từ cụm từ này have breakfast. I has breakfast. Trước khi đi làm là sao ha? Không gặp đâu. À, trước khi là chúng ta có từ before đúng không ạ? Before là trước khi. Before làm cái gì đúng không ạ? Before sau đó cộng với động từ dạng verb in có nghĩa là trước khi làm cái gì? Trước khi đi làm là go to work là đi làm đúng không ạ? Nếu như là dạng verb in thì nó sẽ thành going to work. Anh có thể ghép vào before going to work. Và anh có thể nói lại cả câu này đúng không ạ? I has breakfast before going to work. Yes, chính xác. I had breakfast before going to work. Ok, chúng ta còn một có một cấu trúc khác liên quan đến bữa ăn. Đó là chúng ta ăn gì vào bữa đó. Dụ, bây giờ chúng ta nói là I have noodles for my breakfast. Đúng không? Tôi ăn phở vào buổi sáng.
thì chúng ta có cấu trúc là have something for bữa ăn. Đúng không? Ăn cái gì vào bữa nào đấy? Thì chúng ta có have something for và cộng tên bữa ăn, ví dụ breakfast, lunch là dinner. Ok. Miss Nguyên, the last one. Get back with bitter ice. Get dressed matches with picture A. Yes, get dressed. Và đây là mặc quần áo. Và nó sẽ bằng với từ từ gì chị biết không ạ? Chúng ta có từ mặc đẹp là wear. Wear là mặc, đội, đeo. Ok. Can you make a sentence for me? Chị đã cho em một câu. Going to work, I get new gear. Cơm lạnh, cold rice. Cold rice, cold rice. Yes, okay. Before going to work, I usually get dressed. Đúng không? Okay. Và từ get dressed ở đây nó còn có nghĩa là ăn mặc gọn gàng đấy ạ. Okay. Vừa rồi thì chúng ta vừa học xong 6 cụm từ liên quan đến các hoạt động và chủ yếu là các hoạt động vào buổi sáng đúng không ạ? Ngoài những hoạt động ấy ra, anh Xiền ạ, anh còn có hoạt động nào khác muốn bổ sung không ạ? Và buổi sáng thì chúng ta còn hay làm gì nữa không ạ? Anh Xiền ạ, anh có thể nói bằng tiếng Việt. Chúng ta còn làm gì nữa? Chúng ta có thể gì nhỉ? Chúng ta có thể tập thể dục đúng không ạ? Đúng rồi. Chúng ta có thể tập thể dục. Đó là do exercise. Là cái từ exercise chúng ta mới học gần đây đúng không ạ? Chúng ta có từ exercise và do exercise. Do exercise. Ok. Ngoài ra chúng ta còn có những cái hoạt động khác nữa, ví dụ như là go to school, đi học. Go to school. Drink coffee chẳng hạn, sáng thì uống cà phê. Ok, là see sunset, ngắm mặt hoàng bình minh chẳng hạn. Ok, see này, see là nhìn, see sunset là ngắm bình minh. Ok, everyone, okay. So now, và với phần từ vựng này, ok, anh chị có thể tham khảo thêm phần video dưới đây. Anh chị có thể học thêm các cụm từ liên quan đến chủ đề này và đặc biệt Done. Hoạt động mà chúng ta thường làm vào buổi sáng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo. It's grammar. Ok, today's structure is what time do you start off với động từ. Rồi có thể có hoặc không cụm trạng từ in the morning. Anh chị thấy là nó nằm trong đóng mở ngoặc kép đúng không ạ? Có thể là chúng ta cho vào để không? Có thể cập nhật nhanh chóng các bài giảng. Anh chị có thể bỏ nó đi để làm cho câu linh hoạt hơn. Và và em khuyên anh chị là mình nên không nên cho nó vào, bởi vì câu nó sẽ bị hạn chế đúng không ạ? Bởi vì chúng ta còn rất nhiều hoạt động, có thể nó vào buổi chiều hoặc là buổi tối chẳng hạn. Nếu như buổi chiều thì anh chị sẽ thêm cái cụm từ là in the afternoon. In the afternoon. Ví dụ như bây giờ anh chị nói là what time do you go shopping in the afternoon? Buổi chiều bạn đi mua sắm vào lúc mấy giờ chẳng hạn? Đó. Chiều, buổi tối thì chúng ta còn mua cụm từ khác, đó là in the evening. Evening, buổi tối. Nếu như nói hỏi là ăn tối vào lúc mấy giờ thì chúng ta sẽ không cho cụm từ này vào, bởi vì ăn tối thì chắc chắn vào buổi tối đúng không? Okay. Cho nên những cụm từ này chúng ta có thể cho vào hoặc là không. Câu trả lời như sau, chúng ta dùng chủ ngữ là I, bởi vì trên hoặc là you đúng không? Rồi cộng với động từ ở bên trên, và động từ này sẽ là dạng nguyên thể, không có thay đổi gì cả. Và đặc biệt là chúng ta sẽ phải có at cộng với thời gian. Lưu ý trước thời gian bao giờ cũng có giới từ at. Anh chị có thể thấy là verb ở đây nó sẽ song hành với nhau đúng không? Không có gì thay đổi. Và you sẽ chuyển thành I. Ok. For example, ví dụ như sau. What time do you get up?
I get up at 6 o'clock. Ở đây cái từ 6 o'clock, o'clock là giờ, tuy nhiên nó không phiệt, không phân biệt là buổi sáng hay buổi chiều mà nó chỉ nói là giờ đúng thôi ạ. Có nghĩa 6 giờ đúng thì chúng ta sẽ nói 6 o'clock, và cụ thể hơn thì chúng ta có những cái từ buổi sáng là AM, buổi chiều là PM. Và em khuyên anh chị là nên dùng AM và PM thì nó sẽ rõ hơn. Ok, I get up at 6 a.m. chẳng hạn. Ok, so now let's practice. Bây giờ anh chị sẽ thực hành và anh chị sẽ có những cụm từ sau: have breakfast, go to work, get dressed, wash my face. Ok, có thể sử dụng những cụm từ này hoặc là có thể sử dụng những cụm từ mà anh chị biết. Mr. Xin, I'm Mr. Dũng, can you go first? Yes. Hello, what time do you get up in the morning? I get up at 6 o'clock. And what time do you get up? I get up at 7 o'clock. At 7 o'clock. Ở đây anh chị đang khai anh cùng hỏi về cái thời gian và cùng hỏi về một cái hoạt động, đó là thức dậy vào lúc mấy giờ vào buổi sáng đúng không? Thì khi ở đây anh Xiền hỏi anh Dũng trước và sau đó anh Dũng trả lời, thì cùng với một cái hoạt động đó và cùng với câu hỏi đó thì chúng ta có thể hỏi tắt là and you, là and you, what about you, what about you, cùng về một cái hoạt động, what about you, đúng không? Okay. Tuy nhiên nếu như anh hỏi về một hoạt động khác ấy, thì anh sẽ hỏi đầy đủ. Ví dụ như một anh thì hỏi về thức dậy vào lúc mấy giờ. Như một anh hỏi là bạn đi làm vào lúc mấy giờ đúng không? Thì chúng ta không dùng and what about you mà sẽ hỏi đầy đủ cả câu đúng không? Anh Xuyên hỏi là what time do you get up in the morning? I get up at 6 o'clock and what time do you go to work? Người kia hỏi lại đúng không? Khác câu hỏi thì chúng ta sẽ nói cả câu hỏi đó. Tương cùng hỏi là thức dậy vào lúc mấy giờ thì chúng ta có thể hỏi tắt là and you, là what and about you? Thế còn bạn thì sao? Đúng không? So now Miss Nguyen and Mr. Kha. What time do you have? Hello. Hello. I ask. What time do you have breakfast? I has breakfast at 8 o'clock. And what time do you wash my face? I wash my face at 7 a.m. after get up, getting up. Yeah, after waking up, đúng không? Hoặc là after getting up. Yep. Ok, rất là tốt rồi đấy. Ở đây thì anh chị đã đều hiểu về cấu trúc và có thể sử dụng các cụm từ khác nhau để hỏi, đúng không? Thì nhà anh chị luyện tập thêm, có thể đặt thêm một hai câu với cấu trúc này. Ok, so now let's move on to common expression. Chúng ta sẽ chuyển sang một vài diễn đạt thường dụng. Ok, today we have two sentences. Number one, hurry up, you'll be late. Câu đầu tiên là nhanh lên, không thì bạn sẽ muộn đấy, đúng không? Đây là một cái câu là câu mệnh lệnh, hurry up, giống như là đang phát và ra lệnh cho người khác, đúng không? Cho nên là cái tính chất của những câu ra lệnh như thế này á, thì nó rất là ngắn gọn, thường là không có chủ ngữ và chỉ có động từ. Hurry up là cụm động từ đấy. You will be late. Cái you will nó là viết tắt của hai từ you will. Anh chị có thể đọc là you will hoặc là you. You will be late. Tập nhanh một chút. Number two, make your bed.
dọn dần đi đúng không? Make your bed. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành make đọc hai câu này. Mr. Dũng. Your bed. Yep. Can you repeat? Hurry. Yes. Hurry up. Yes. Hurry up. Or you'll be late. Make your bed. Yes. Okay, that's pretty good. Mr. Kha, can you repeat? Anh Kha nhắc lại rồi ạ. Hurry up, up, you are blood. Make your best. Yes, okay, make your bed. Ghi âm cuối ạ. Miss Nguyên. Late. Late. Yes. Hurry up or you'll be late. Make your bed. You're. Yeah, okay. Thank you. And now Mr. Xian, can you repeat? Hurry up or you'll be late. Make your bed. Stay up late. Walk okay. up. Okay. Get up early. Ở đây khi mà nói về thời gian, hôm nay chúng ta chủ đề chúng ta nói về thời gian đúng không? Thời gian thì chúng ta có ba cái mốc với thời gian. Thứ nhất là sớm đúng không? Sớm là trước cái thời điểm mà chúng ta cần phải làm cái việc đó thì mình gọi là sớm. Và chúng ta có từ early. Đọc là early. Như thế này. Early. Ở đây nó đóng vai trò là trạng từ đấy ạ. Từ thứ hai là late. 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 You'll be late. So late ở đây là muộn đấy ạ. Và cái thứ ba là đúng giờ đúng không? Đúng giờ chúng ta nói là on time. Đúng giờ. Ba cái này nó dùng để xác định cái thời điểm nó của thời gian đúng sớm và muộn đúng không? Và chúng ta có một vài diễn đạt thông dụng như sau. Chúng ta thường nói là đi ngủ sớm hoặc là đi ngủ muộn đấy ạ. Chúng ta có là go to bed early hoặc là sleep early thì là đi ngủ sớm. Stay up late là ngủ muộn. Thức dậy sớm là wake up hoặc là get up cộng với cái trạng từ early. Anh chị thấy là early late nó thường đứng ở cuối câu đúng không? Và get up late ngủ dậy muộn. Ok? Hoặc là wake up late. Ok? On time thì chúng ta dùng như thế nào chúng ta cũng đặt cuối câu. Em lấy ví dụ như là go to work on time. Nó sẽ đứng sau cụm động từ hoặc là động từ đúng không ạ? Cho nên cách sử dụng từ của early, late và on time là chúng ta sẽ đặt nó sau động từ hoặc là cụm động từ. Đi học đúng giờ, đi làm đúng từ giờ là go to work, go to school on time. Đúng không? Đó là một vài diễn đạt thêm mà anh chị có thể sử dụng trong phần này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Let's move on to conversation. Now you have to practice the conversation with your partner. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành với cấu trúc này. Chúng ta sẽ làm theo cặp và thực hành đoạn đối thoại đây. Mr. Xian, you will be student A and Miss Nguyên, you will be student B. Anh Xian sẽ là nhân vật A, chị Nguyên sẽ là nhân vật B ạ. Good morning. Did you make your bed? Yes, I did. What time do we have breakfast today, Mom? Eight o'clock. I'll be late for school. You should get up early to prepare the meal with me. I'm sorry. Can I have a glass of milk, please? Okay, hurry up. Yes, okay, thank you. Đã là tốt rồi đó. Chúng ta sẽ
Có cặp tiếp theo. Mr. Kha and Mr. Dũng. Hello, good morning. Hi. Did you make your bed? Bed. Yes, I did. What time do we have breakfast today, Mom? 8 o'clock. I will be late for school. You should get up early to repair the mirror with me. I am sorry. Can I have a glass of milk, please? Okay, hurry up. Yes, okay. Khá là tốt ạ. Tuy nhiên ở đây thì hai anh sẽ lưu ý hơn về phần dữ liệu. Thứ nhất là với anh Kha, anh khi mà anh đọc những cái câu hỏi đầu tiên, what time do we have breakfast today, mom? Chúng ta xuống giọng. Tuy nhiên cái câu là can I have a glass of milk, please? Chúng ta lên giọng với câu ạ. Đây là câu hỏi, không có từ để hỏi. Những câu hỏi đóng là câu hỏi chỉ trả lời yes or no, không có từ để hỏi thì chúng ta sẽ xuống lên giọng nữa. Còn những câu hỏi mở bắt đầu bằng WH question đấy ạ, thì chúng ta xuống giọng. Đây là một quy tắc mà rất là dễ nhớ và các anh sẽ lưu ý trên phần hội thoại của mình. Và thêm một chút ngữ liệu, ví dụ là I'll be late for school, giọng hơi hoảng hốt và lo lắng nữa, thì chúng ta cũng học với cái giọng điệu đó. Ở đây thì anh Dũng thì học khá là tốt rồi, tuy nhiên với một số từ như là prepare thì anh sẽ cần lưu ý. Và chị Nguyên cũng như anh Thiển cũng cần lưu ý cái phần câu hỏi, nên chính giọng câu hỏi đấy ạ. Did you make your bed? Ở cái phần này chị Nguyên đọc khá là tốt, tuy nhiên với những câu như là you should get up early to prepare the meal with me. Chúng ta cũng thể đọc được ở đây. Chúng ta sẽ nhấn mạnh về từ should get up early. Okay. Ở đây chúng ta có một cái hiện tượng ngữ pháp đó là thì quá khứ. Did you make your bed? Hành động đã xảy ra rồi đúng không ạ? Cho nên dùng did. Và hỏi trả lời yes or no, cho nên chúng ta sẽ dùng trợ động từ để hỏi. Trợ động từ cộng chủ ngữ cộng với động từ là động nguyên thể. Bởi vì sao? Bởi vì có đứt rồi. Và câu trả lời chúng ta một là có hay là không đúng không ạ? Chúng ta sẽ có yes, I did và no, I didn't nếu như chủ ngữ là you. Okay. Về nhà anh chị sẽ luyện tập thêm một chút này. Có thể thay hoạt động ở đây have breakfast và một hoạt động khác và chúng ta làm thêm một đoạn hội thoại. Okay, so now let's move on to wrap up and let's look at what we learned today. Hôm nay chúng ta đã học những từ liên quan đến từ vựng về hoạt động hàng ngày, đặc biệt là buổi sáng. Và chúng ta cũng học cấu trúc hỏi bạn làm gì và thời gian nào, đúng không? Bạn làm một việc và thời gian nào. Bây giờ em có một vài lưu ý với phần học của anh chị như sau. Một cái điểm chung là anh chị sẽ xem lại giúp em cái âm SH trong bài và âm S. Okay. Âm S này thì nó có một dạng nữa kết hợp với ST ở trong bài đấy. Tất cả anh chị đều lưu ý giúp em phần này. S S ST. Và ngoài ra thì có một vài chỗ mà anh chị cần lưu ý. Đó là những cái âm, ví dụ như âm A ngắn. Thì ví dụ như anh Dũng anh sẽ cần lưu ý, ví dụ như chúng ta có từ brush. Brush chung và đọc là brush đúng không ạ? Âm A ngắn chúng ta đọc giống á đấy, á. Chúng ta rất hay nhầm sang âm ơ. Chúng ta đọc là brush. Thì anh chị lưu ý đọc là brush my teeth. Là lưu ý âm S. Brush. SH. ST. Tất cả anh chị trong bài đều lưu ý giúp em phần học ngày hôm nay. Và anh chị có thể nhìn vào cái video hướng dẫn này. Video hướng dẫn này rất là cụ thể và cũng rất là dễ hiểu. Anh chị dành một Hi everyone, welcome back. Để xem video này và làm theo hướng dẫn thì anh chị sẽ học tốt được âm này. Về cụ thể như sau với anh Xiền á. Anh Xiền thì có phần từ vựng khá là tốt, anh hiểu về từ vựng và cũng như có thể sử dụng cấu trúc rất tốt, có thể đặt những cái câu dài và những cái câu ghép có liên quan đến nhau. Tuy nhiên khi mà anh đọc những câu như thế thì mình nên dùng những cái từ nối để làm cho nó có tính logic hơn. Chúng ta có thể dùng những cái cụm từ như là because, là however, đúng không? Because, mệnh đề vì nên.
đúng không? However, mệnh đề đối lập chẳng hạn. Ok, thì mình sẽ làm tốt hơn phần này. Chị Nguyên thì phần vocab cũng rất là tốt, và phần ngữ pháp của chị hầu như là chị không gặp lỗi nào. Về ngữ pháp của chị khá là chắc. Tuy nhiên chị sẽ học thêm sử dụng đa dạng cấu trúc trong bài, và có thể thêm những cái thành phần phụ vào để làm cho câu của mình dài và cũng như đủ ý hơn, đúng không? Khi đặt câu ấy, chúng ta có thể thêm tính từ vào cho danh từ, thêm trạng từ vào cho chuyện thì chiều thời gian, trạng từ nơi chơi trốn, trạng từ chiều mức độ cho hoạt động. Ok. Mr. Kha, anh Kha thì sẽ học thêm các từ vựng liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, và anh phần ngữ pháp thì sẽ dành một chút thời gian học thêm các trạng từ chỉ mức độ thường xuyên. Ok đúng không? Ok, và xem lại giúp em cái phần breakfast với lại lunch. Ok. À, anh Dũng thì cũng cần học thêm các từ liên quan đến chủ đề, đặc biệt như là have lunch, have breakfast, đúng không ạ? Hồi này thì anh cũng học thêm các từ liên quan đến các trạng từ chỉ mức độ thường xuyên, và xem lại giúp em cấu trúc với before sau đó cộng với động từ dạng verb in. Và là nếu như chúng ta dùng chủ ngữ thì chúng ta sẽ dùng chủ ngữ đó cộng với lại động từ mà chúng ta gọi là một mệnh đề hoàn chỉnh nữa. Ok, đây là phần mà anh chị cần lưu ý trong bài học này. Trên slide có 3 link. Link đầu tiên là anh chị có thể học thêm các từ vựng liên quan đến chủ đề. Link thứ hai, anh chị có thể học thêm các cấu trúc liên quan đến cách đọc, nói giờ, hỏi giờ. Link thứ ba thì anh chị có thể rèn luyện thêm cái âm S sắc và âm S và phân biệt giữa hai âm này như thế nào. Ok, anh chị cố gắng copy lại để về nhà ôn luyện lại và ghi chép lại những phần mà hôm nay chúng ta được học, cũng như là làm thêm bài tập ở trên website. Ok. Everyone, thank you so much for joining me. And now it's time to say goodbye. Goodbye everyone and enjoy the day. Cảm ơn chị và tạm biệt chị. Thank you. Thank you. Goodbye.